Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ tư ngày 23 tháng 12 gồm có Trước hết là bản tin, tiếp đến là sinh hoạt giáo hội, và cuối cùng là cương chứng nhân. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thanh Cha tặng sách cho các hồng y và các lãnh đạo giáo triều Roma. Vatican, vào cuối buổi gặp gỡ chúc mừng Giáng sinh với các hồng y và các vị lãnh đạo các cơ quan trong giáo triều Roma hôm sáng 21 tháng 12, Đức Thanh Cha Francisco đã tặng cho các vị hai cuốn sách. Đức Thanh Cha nói, tôi quên nói với quý vị rằng tôi sẽ tặng quý vị hai cuốn sách như một món quà. Một là cuốn về cuộc đời của Jacques de Foucault, một bậc thầy trong cơn khủng hoảng, người đã để lại cho chúng ta một món quà, một di sản đẹp đẽ, đây là món quà mà cha adura tặng cho tôi cuốn sách còn lại tên là olotropia những động từ quen thuộc của kitô giáo chúng giúp chúng ta sống cuộc sống của mình đây là một cuốn sách được xuất bản trong những ngày này được viết bởi một học giả kinh thánh một môn đệ của đức hồng y martini cha làm việc ở milano nhưng thuộc giáo phận ambenga imperia olotropia là phiên âm ghép của hai động từ hy lạp có nghĩa là đi tới sự toàn vẹn trong cuốn sách thứ hai này, cha Gabriele Maria Corini, tác giả cuốn sách đã nói về ba động từ lắng nghe, yêu thương và tha thứ là những hành động và thái độ căn bản trong các tương quan của con người. Những động từ này được soi sáng bởi lời của Chúa Kitô và mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của người, để trong kinh nghiệm của cuộc sống mỗi người chúng ta có thể khám phá phẩm giá cao cả của mình như một thụ tạo được Chúa yêu thương đến nỗi được trở nên con cái trong Chúa con. Cuốn sách được Đức Thượng phụ Pierre Batista Pisapala, Thượng phụ giáo chủ công giáo Latin ở Jerusalem viết lời tựa và Đức Hồng Y Matteo Maria Zuppi, giám mục của Bologna viết lời kết. Hai Hồng Y tại Vatican bị nhiễm virus corona Vatican, theo báo người sư giả của Ý, có hai Hồng Y thuộc giáo triều Roma là những người thường tiếp xúc với Đức Thanh Cha đã bị nhiễm COVID-19. Vị thứ nhất là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, một trong những người gần gũi với Đức Thánh Cha Francisco nhất. Đức Hồng Y Krajewski nhận kết quả dương tính với COVID-19 sau khi làm xét nghiệm tâm bong tại Phòng vệ sinh y tế của Vatican và hiện đang được theo dõi tại Bệnh viện Gemelli ở Rome vì những triệu chứng của bệnh viêm phổi do COVID-19. Vatican đang tiến hành các cuộc kiểm tra cần thiết đối với những người có tiếp xúc với Ngài trong những ngày gần đây. Đức Hồng Y Krajewski nhiều lần là nhân vật chính của tin tức quốc gia. Kể từ khi Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Ngài làm chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha vào ngày 3 tháng 8 năm 2013, phong Ngài làm tổng giám mục và sau đó thăng Ngài làm Hồng Y cách đây chưa đầy một năm. Vào mỗi buổi chiều, cùng với một nhóm nhỏ gồm bốn lính thụy sĩ đáng tin cậy, Ngài lái xe mang hàng hóa, đồ dùng, bữa ăn, chăn, túi ngủ, ô dù và bất cứ thứ gì khác có thể giúp những người vô gia cư ở Roma trong các nhà ga, quảng trường và đường phố trung tâm cũng như các làng lân cận. Ngài đã trở thành vị hồng y của người nghèo. Hồng y thứ hai ở Vatican bị nhiễm virus corona cũng là người thường tiếp xúc với Đức Thánh Cha. Đó là Đức Hồng y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc thành Vatican. Các nhà thờ tại Anh được cử hành thánh lễ Giáng sinh. Anh quốc, Đức Hồng Y Văn Sang Nichols, giám mục giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, đã hoan nghênh quyết định của Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson, cho phép cử hành thánh lễ cả ở những khu vực có mức cảnh báo chống COVID cao nhất để ngăn chặn biến thể mới của virus. Từ thứ Bảy vừa qua, London và phía đông nam nước Anh đang bị phong tỏa, cấm gặp gỡ những người không cùng chung sống, lệnh cấm cũng áp dụng cho cả dịp lễ Giáng sinh. Đức Hồng Y Nichols nói, Chúng tôi rất biết ơn vì tầm quan trọng của những nơi thờ phượng và thực hành đức tin được chính quyền An nhìn nhận. Phát ngôn viên của Đức Hồng Y cũng kêu gọi mọi tin hữu hành động hết sức cẩn trọng và tiếp tục giữ khoảng cách xã hội. Điều quan trọng cần nhớ là không buộc phải tham dự than lễ, trong khi chúng ta phải làm mọi điều có thể để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Đằng khác, trong một buổi hát thánh ca Giáng sinh tại nhà thờ chính tòa Westminster, Đức Hồng Y Nichols mời gọi các tín hữu tìm cách cử hành lễ Giáng sinh tại nhà khi London bước vào đợt phong tỏa nghiêm ngặt cấp 4 để cố gắng ngăn chặn sự lây lan của virus biến thể. Trong số các đề xuất của Đức Hồng Y có việc làm hăng đá Giáng sinh ở nhà và cùng nhau hát thánh ca Giáng sinh. Đức Hồng Y nhấn mạnh, hãy nhớ rõ, Giáng sinh không bị hủy bỏ. Chúng ta sẽ mừng lễ Giáng sinh với trí óc và trái tim trong sáng. Chúng ta biết mình đang làm gì, Ngài cũng nhắc lại rằng Giáng sinh theo đúng nghĩa của nó thuộc về ngôi nhà và trái tim của mọi người. Do đó, hãy chuẩn bị một nơi để Chúa Giêsu cư ngụ trong lòng bạn. Xin Chúa Giáng sinh một lần nữa trong anh chị em, trong tôi, mang theo sự bình yên mà chỉ người mới có thể ban tặng. Chúng ta cần sự hiện diện yêu thương của người để giúp chúng ta tiếp tục các cá nhân và cùng với nhau trong thời điểm khó khăn này. Trong một tuyên bố kỳ chung với nữ giám mục Anh giáo Sarah Mulally đức tổng giám mục anh giáo Justin Welby cũng bày tỏ lòng biết ơn rằng các nhà thờ sẽ tiếp tục mở cửa vào giáng sinh này hai vị viết chúng tôi biết rằng cầu nguyện cùng với nhau đã an ủi và mang lại hy vọng cho nhiều người nhiều người sẽ đón giáng sinh một mình chúng ta chưa bao giờ trải qua tình huống như thế này trước đây nhưng chúng tôi biết có niềm hy vọng thực sự chúng ta đang tiến gần đến sự kết thúc của cuộc khủng hoảng này hơn là lúc bắt đầu với một loại vaccine có sẵn và các phương pháp điều trị mới Phát hiện khảo cổ quan trọng ở vườn Gethsemane thời Chúa Giêsu. Jerusalem, một nhà tắm dùng cho nghi lễ thời Chúa Giêsu và một số di tích khác của Kitô giáo từ thời thập tự Trinh và Byzantine đã được phát hiện gần vườn Gethsemane. Sáng thứ hai, 21 tháng 12 tại Jerusalem đã diễn ra một buổi họp báo công bố phát hiện quan trọng này cha Francesco Patton bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa cho biết, nhà tắm dùng cho nghi lễ nằm trong một khu vườn nhỏ ngay bên ngoài thành phố cổ Jerusalem dưới chân núi Oliu, nơi Chúa Giêsu đến cầu nguyện sau bữa tiệc ly trước khi bị Juda phản bội và bị bắt. Đây là nơi qua nhiều thế kỷ đã trở thành điểm hành hương Tại đây có một nhà thờ có nguồn gốc từ thời tin được kiến trúc sư Palusi xây dựng khoảng những năm 20 của thế kỷ trước với sự đóng góp quốc tế, vì thế nhà thờ được mang tên nhà thờ mọi dân tộc. Nhằm đảm bảo an toàn cho khách hành hương đến viếng thăm, các vị hữu trách đã quyết định là một đường hầm tại khu vực này và trong lúc công trình được thực hiện mọi người đã phát hiện tại lối ra của phòng trưng bày xuất hiện một loạt phòng được sáp nhập vào nhà thờ chiếu hấp hối có từ thời các cuộc thập tự chinh đáng chú ý hơn nữa khi đi được nửa đường hầm các chuyên viên khảo cổ đã phát hiện ra một nhà tắm dùng trong nghi lễ của người do thái được đào vào trong đá của thế kỷ thứ nhất sau công nguyên Cha Eugenio Aliata, giáo sư của phân khoa Kinh Thánh và Khảo Cổ Học của Học viện Kinh Thánh dòng Francisco ở Jerusalem, giải thích với Vatican News. Tại Gethsemane, từ trước đến nay chưa bao giờ tìm thấy một thứ có từ thời Chúa Giêsu. Đây chính là các phòng tắm dùng cho nghi lễ của người Do Thái rất đặc trưng. Chúng có một loạt các bậc dẫn đến một bồn nước cạn. Cha Aliata giải thích rằng trong tiếng Aram, từ Gethsemane có nghĩa là nơi để làm giàu, trong quá trình làm giàu hoặc rượu, một người Do Thái nếu muốn giàu được tinh khiết theo luật thì phải chuẩn bị tinh thần bằng nghi thức tắm trong bồn đặc biệt. Và đây chính là khu vực tắm dành cho nghi lễ của người Do Thái xưa. Giáo hội Úc mời gọi các tín hữu sống Giáng sinh nghĩ đến các nạn nhân của nạn buôn người Ban giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo Úc Catholic Mission mời gọi các cộng đoàn các tín hữu trên khắp đất nước đón Giáng sinh bằng các suy tư về tình trạng nô lệ thời hiện đại và nạn buôn người. Giám đốc Catholic Mission của Tổng giáo phận Perth nói, khi chúng ta có thể đem vấn đề này ra ánh sáng thì cơ hội để thay đổi tình trạng này càng lớn. Mỗi năm, các chủ đề chúng tôi chọn để suy tư không chỉ nhằm truyền cảm hứng mà còn để khuyến khích và mời gọi hành động cụ thể chủ đề được lấy cảm hứng từ khía cạnh tâm tối nhưng hướng đến niềm hy vọng Giáng sinh, nhân mạnh đến trải nghiệm của những người bị gạt ra bên lề, bị áp bức và dễ bị tổn thương trong thế giới hôm nay. Với chủ đề về tình trạng nô lệ thời hiện đại, Catholic Mission đã dành sự kiện hàng năm suy niệm Giáng sinh mang tên Người nô lệ là anh chị em tôi được tổ chức trực tuyến trong những ngày này theo lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Úc nhằm nâng cao nhận thức về những vấn đề này giám đốc Catholic Mission của Tổng giáo phận Perth nhấn mạnh, Đức Thanh Trà nói rằng việc loan báo tin mừng hiệu quả không đạt được bằng chiến thắng trong các cuộc tranh luận, nhưng bằng cách thể hiện một điều gì đó tốt đẹp. Và tiền đề suy tư của chúng tôi chính là điều này. Qua một sự kiện phục vụ thánh nhạc, xen kẽ với thánh kinh và các câu chuyện, chúng tôi đã thu hút sự chú ý về tai họa của nô lệ hiện đại và nạn buôn người. Năm nay, các hội giáo hoàng truyền giáo Úc hỗ trợ các dự án của một số hội dòng nữ dành cho phụ nữ và trẻ em sống sót sau nạn buôn người, những người được tạo cơ hội giáo dục và đào tạo chuyên môn. Được thành lập tại Sydney vào năm 1847, Catholic Mission đóng góp vào việc tài trợ và hỗ trợ các dự án và sáng kiến do các giáo hội ở châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và Nam Mỹ trong các lĩnh vực như đào tạo linh đạo, chăm sóc mục vụ, giáo dục y tế và các chương trình vệ sinh và nông nghiệp. Cộng đoàn Rang Sam soạn lời nguyện trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các kỳ tơ hữu. Thụy sĩ, Cộng đoàn Rang Thụy sĩ được trao phó soạn các lời nguyện trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các kỳ tơ hữu sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 1 với chủ đề Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy, anh em sẽ xin nhiều hoa trái. Điều này đã được thông báo trên trang web của Hội đồng Tòa Thánh về hiệp nhất các kỳ tơ hữu. Chủ đề được chọn cho sự kiện này được trích từ tin mừng Thánh Gioan. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Anh em sẽ xin nhiều hoa trái. Diễn tả ơn gọi cầu nguyện, hòa giải và hiệp nhất của giáo hội và mọi người là đặc trưng của Cộng đoàn Kransham. Trong thực tế, Cộng đoàn này tập hợp các phụ nữ của các truyền thống Kitô và các quốc gia khác nhau. Cộng đoàn được thành lập vào nửa đầu thế kỷ 20. Một số phụ nữ theo truyền thống tin lành cải cách của Thụy Sĩ nói tiếng Pháp đã tái khám phá tầm quan trọng của sự thinh lặng trong việc lắng nghe lời Chúa, đồng thời tiếp tục thực hành các cuộc tĩnh tâm để nuôi dưỡng đời sống đức tin, theo gương Chúa Kitô, lui về nơi thanh vắng để cầu nguyện. Hiện nay ở Krang có khoảng 50 nữ tu dấn thân vào việc tìm kiếm con đường hòa giải giữa các Kitô hữu trong gia đình nhân loại và đối thoại với toàn thể công trình sáng tạo. Cuộc họp để chuẩn bị tài liệu cho tuần cầu nguyện đã diễn ra tại Krangsham trong năm 2019 vừa qua. Cuộc họp có sự tham dự của Ủy ban quốc tế được thành lập bởi Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất các ký thơ hữu và Hội đồng Đại kết của các giáo hội. Sau đó, Cộng đoàn Tu sĩ đã làm việc trong nhiều tháng để soạn thảo văn bản đầu tiên. Chủ đề của tuần cầu nguyện do các nữ tu chọn. Đây là dịp để các tu sĩ chia sẻ kinh nghiệm và sự khôn ngoan của đời sống chiêm niệm lòng ghép vào tình yêu Chúa và nói về hoa trái của lời cầu nguyện này. Hiệp thông sâu xa hơn với anh chị em trong Đức Kitô và liên đới hơn nữa với toàn thể công trình sáng tạo. Cầu nguyện, đời sống cộng đoàn và lòng hiếu khách là ba trụ cột của tài liệu được trình bày như một lời kêu gọi ở lại trong Đức Kitô để đến gần người khác hơn và vượt qua sự chia rẽ giữa các Kitô hữu Chắc chắn nỗ lực hòa giải đòi hỏi nhiều hy sinh, nhưng luôn được hỗ trợ bởi lời cầu nguyện của Chúa Kitô, đấng mong muốn chúng ta nên một như người ở với Chúa Cha. Sau cùng, tài liệu nhắc lại rằng với tư cách là các ký tơ hữu, chúng ta cũng là những thụ tạo rên xuyết chờ đợi được giải thoát. Do đó, ở lại trong Đức Kitô chúng ta có thể nhận được sức mạnh và sự khôn ngoan để hành động chống lại bất công và áp bức để nhìn nhận mình một cách trọn vẹn là anh chị em trong nhân loại và trở thành kiến trúc sư của một lối sống mới trong sự tôn trọng và hiệp thông với tất cả tạo thụ tạo. Cầu nguyện và làm việc để Chúa hiển trị là quy tắc sống mà các nữ tu của Krang Sam cùng nhau đọc mỗi ngày. Điều này chứng tỏ rằng cầu nguyện và cuộc sống hàng ngày không phải là hai thực tại riêng biệt, nhưng được thực hiện cùng nhau. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt thông báo, truyền hình trực tiếp phép lạnh Urbi e Orbi Giáng sinh 2020. Thế truyền thống giáo hội, trong những dịp trọng đại, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lạnh Urbi e Orbi cho Roma và toàn thế giới. Vào lúc 12 giờ trưa giờ Roma, lễ Giáng sinh ngày 25 tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lạnh toàn xá Urbi e Orbi Vatican News tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh tiếng Việt, phép lành toàn xá của Đức Thánh Cha Phanxicô trong ngày lễ Giáng sinh ngày 25 tháng 12 năm 2020, lúc 6 giờ chiều giờ Việt Nam. Phép lành toàn xá này có thể lãnh nhận tại chỗ hoặc qua các phương tiện truyền thông, với hiệu quả là được xóa các hình phạt tạm thời do tội lỗi gây nên. Điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá này là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi, Quý vị có thể theo dõi trên kênh YouTube của Vatican News tiếng Việt hoặc tìm thấy link tại trang đầu của website Vatican News tiếng Việt vaticannews.va. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ và trao đổi lời chúc mừng Giáng sinh với các hồng y và giáo triều Roma. Kính thưa quý vị thính giả, dạ. Sáng ngày 21 tháng 12, như lệ thường hàng năm, Đức thánh cha Francisco đã tiếp các hồng y và các vị lãnh đạo giáo triều Roma để trao đổi lời chúc mừng giáng sinh. Trong bài diễn văn, Đức thánh cha suy tư về cuộc khủng hoảng mà thế giới đang trải qua. Ngài nhận xét, giáng sinh năm nay là giáng sinh của đại dịch, của khủng hoảng y tế, kinh tế xã hội và cả giáo hội một cuộc khủng hoảng đã tấn công toàn thế giới cách mù quáng. Tuy thế, cuộc khủng hoảng này là cơ hội tuyệt vời để chúng ta hoán cải, để khôi phục tính xác thực, để làm sống lại một khát vọng toàn cầu về tình huynh đệ giữa tất cả mọi người. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người giữ sự bình an và thanh tĩnh trong lễ Giáng sinh năm nay và đương đầu với đại dịch như thời gian ân sủng và để mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn ngài cũng mời gọi đừng nhìn cuộc khủng hoảng giáo hội hiện nay dưới góc độ các xung đột nhưng như một lời kêu gọi đổi mới theo đức thánh cha khủng hoảng là một hiện tượng ảnh hưởng đến mọi người và mọi thứ nó hiện diện ở mọi nơi và mọi thời kỳ trong lịch sử liên quan đến các hệ tư tưởng chính trị kinh tế kỹ thuật sinh thái tôn giáo nó là giai đoạn bắt buộc trong lịch sử cá nhân và xã hội nó gây ra cảm giác lo lắng đau khổ mất cân bằng và không chắc chắn trong các lựa chọn sẽ được thực hiện ngài giải thích ý nghĩa của từ khủng hoảng là cái sàn để làm sạch hạt lúa mì sau khi thu hoạch sau khi suy tư về khủng hoảng của ông Abraham, Moses, Elia, Thánh Doan Tây Giả, Thánh Phaolô và đặc biệt là cuộc khủng hoảng của Chúa Giêsu từ những cơn cám dỗ trong hoang địa đến vườn cây dầu và cho đến cuộc khủng hoảng cao độ trên thánh giá, đã được Chúa đương đầu trong sự tin tưởng và tính thác hoàn toàn vào Chúa Cha. Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Việc suy tư về cuộc khủng hoảng này cảnh báo chúng ta không nên vội vàng phán xét giáo hội dựa trên những khủng hoảng gây ra bởi những vụ bê bối trong quá khứ và hiện nay. Những phân tích không có hy vọng về giáo hội là không thực tế, bởi vì Thiên Chúa tiếp tục làm cho các hạt giống của vương quốc của người phát triển giữa chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong giáo triều có nhiều người làm chứng tá bằng công việc khiêm tốn, kính đáo, âm thầm trung thành, chuyên nghiệp và trung thực. Thời đại của chúng ta cũng có những vấn đề của nó, nhưng nó cũng có bằng chứng sống động chứng minh rằng Chúa đã không bỏ rơi dân của người. Với khác biệt duy nhất là các vấn đề thì ngay lập tức trở thành tin tức trên báo chí, còn những dấu hiệu của hy vọng chỉ trở thành tin tức sau một thời gian dài và không phải luôn luôn được chú ý. Đức Thánh Cha nhận xét, ai không nhìn cuộc khủng hoảng dưới ánh sáng của tin mừng thì chỉ giới hạn trong việc khám nghiệm một tử thi. Chúng ta sợ hãi khủng hoảng không chỉ vì chúng ta quên đánh giá nó như tin mừng mời gọi chúng ta, nhưng còn bởi vì chúng ta quên rằng tin mừng đặt chúng ta vào cuộc khủng hoảng trước hết. Nếu chúng ta tìm lại được can đảm và khiêm nhường để hô lên rằng thời gian khủng hoảng là thời gian của Chúa Thánh Thần, ngay cả trước kinh nghiệm về bóng tối, yếu đuối, mong manh, đối nghịch, lạc hướng, chúng ta sẽ không còn cảm thấy bị nghiền nát nhưng sẽ không ngừng duy trì một sự tin tưởng mạnh mẽ rằng mọi thứ sắp có một hình dạng mới hoàn toàn nảy sinh từ trải nghiệm về một ân sủng được ẩn giấu trong bóng tối bởi vì vàng phải được tôi luyện trong lửa còn những người sáng giá thì phải được thử trong lò ô nhục đồng thời đức thánh cha cũng mời gọi đừng lẫn lộn giữa khủng hoảng và xung đột khủng hoảng cách chung là điểm tích cực còn xung đột thì tạo ra những bất hòa và cạnh tranh một sự đối kháng rõ ràng không thể hòa giải chia rẽ người khác thành bạn để yêu và kẻ thù để chiến đấu. Xung đột luôn tìm bên có tội để bêu xấu và khinh thường, còn bên công chính để biện minh rằng chúng ta không liên quan đến điều này. Đức Thánh Cha nhận định rằng, khi giáo hội được nhìn theo một phạm trù xung đột, phe hữu so với phe tả, cấp tiến so với bảo thủ, thì nó bị phân mảnh, phân cực, biến thái và phản bội bản chất thực của nó. Giáo hội là một tổ chức bị khủng hoảng không ngừng chính bởi vì nó còn sống, nhưng nó không bao giờ trở thành một tổ chức xung đột, có kẻ thắng, người thua. Trên thực tế, theo cách này, nó sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi, nó sẽ trở thành cứng nhắc hơn, ít công nghị tính hơn, và nó sẽ áp đặt một logic đồng nhất và tiêu chuẩn hóa, khác xa với sự phong phú và đa dạng mà Chúa Thánh Thần đã ban cho giáo hội của người. Đưa Thánh Cha tiếp, sự mới mẻ của cuộc khủng hoảng mà Chúa Thánh Thần muốn trái ngược với cái cũ nhưng là điều mới mẻ được nảy sinh từ cái cũ và làm cho nó sinh hoa kết quả, như hạt lúa mì rơi xuống đất, chết đi và nảy sinh bông hạt. Đức Thánh Cha nhắc rằng, chúng ta đừng sợ hãi những bê bối, sa ngã, tội lỗi và mâu thuẫn. Chúng ta cần phải chết đi với một não trạng nào đó để chúng ta có thể dành một chỗ cho cái mới mà Chúa Thánh Thần không ngừng khơi dậy trong lòng giáo hội. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi thắng vượt sự phản kháng chống lại hướng dẫn của Chúa Thánh Thần ngài nói bằng cách tự phòng vệ tránh bị khủng hoảng chúng ta cản trở công việc của chúa được biểu lộ trong chúng ta và qua chúng ta nếu một thực tế nào đó khiến chúng ta nhìn thấy lịch sử của chúng ta chỉ là một loạt rủi ro bê bối và thất bại tội lỗi và mâu thuẫn và chúng ta không nên sợ hãi chúng ta cũng không nên phủ nhận mọi thứ nơi chúng ta và trong cộng đồng của chúng ta những thứ rõ ràng đã bị ô nhiễm bởi cái chết và cần hoán cải mọi điều xấu xa, sai trái, yếu đuối và mong manh được đưa ra ánh sáng như một lời nhắc nhở mạnh mẽ về việc chúng ta cần phải loại bỏ lối sống, suy nghĩ và hành động không theo phúc âm. Chỉ bằng cách từ bỏ não trạng nào đó, chúng ta mới có thể nhường chỗ cho sự mới mẻ mà Chúa Tinh Thần không ngừng đánh thức trong lòng giáo hội. Đức Thánh Cha nói tiếp, trong mọi cuộc khủng hoảng, luôn có nhu cầu đúng đắn được canh tân và tiến bước. Nhưng nếu chúng ta thực sự muốn có một sự thay đổi, chúng ta phải có can đảm hoàn toàn cởi mở. Chúng ta cần phải ngừng xem việc cải tổ giáo hội như là vá víu chiếc áo cũ hay chỉ đơn giản là soạn thảo một tông hiến mới. Bởi vì giáo hội không chỉ đơn giản là chiếc áo của Chúa Kitô, nhưng đúng hơn là thân mình của người bao trùm toàn bộ lịch sử. Chúng ta không được kêu gọi để thay đổi hay cải tổ thân mình Chúa Kitô, nhưng chúng ta được kêu gọi khoác lên thân thể đó chiếc áo mới để tỏ rõ rằng ân sủng mà chúng ta có không do chúng ta nhưng đến từ thiên chúa. Thật vậy, giáo hội luôn luôn là một chiếc bình bằng đất sét quý giá vì những gì nó chứa đựng chứ không phải vì những gì nó đôi khi thể hiện về bản thân. Để thoát khỏi đại dịch đức thánh cha khẳng định cần có một cách làm đúng đắn là rút ra từ kho tàng truyền thống những cái cũ và cái mới nhắc lại lời của Đức Biển Đức 16, dòng sông chảy kết nối chúng ta với các nguồn. Đức Thánh Cha giải thích, những cái cũ là chân lý và ân sủng mà chúng ta đang có, những điều mới là những khía cạnh khác nhau của chân lý mà chúng ta dần dần hiểu được. Nếu chúng ta để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, mỗi ngày chúng ta sẽ đến gần với chân lý trọn vẹn. Ngược lại, nếu không có ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta thậm chí có thể bắt đầu nghĩ về một giáo hội đồng nghị. Tuy nhiên, Thay vì được linh hứng bởi sự hiệp thông với Chúa Thánh Thần, thì nó đi đến chỗ trở thành như bất kỳ hội đồng dân chủ nào khác, gồm đa số và thiểu số. Chỉ có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần mới tạo nên sự khác biệt. Đức thánh cha nhấn mạnh, để vượt qua đại dịch, cần đón nhận nó như thời gian ân sủng được ban cho chúng ta, để hiểu thánh ý của Chúa dành cho mỗi người và cho toàn giáo hội. Không ngừng cầu nguyện với Chúa, vì điều này mang lại cho chúng ta hy vọng và Đức Thánh Cha đưa ra lời khuyên nhủ. Anh em thân mến, chúng ta hãy giữ cho chúng ta một sự bình an và thanh thản cao độ với sự ý thức hoàn toàn rằng tất cả chúng ta, trước hết là tôi, chỉ là những tôi tớ vô dụng mà Chúa đã tỏ lòng thương xót. Do đó sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta ngừng sống trong xung đột và thay vào đó quay trở lại với cảm giác mình đang bước đi. Đức Thánh Cha mời gọi tránh nhiều chuyện, những lời đàm tiếu là những thứ biến cuộc khủng hoảng trở thành xung đột Ngài nói, tiên mừng kể rằng các mục đồng đã tin vào lời các thiên thần loan báo và lên đường đến với Chúa Giêsu. Trái lại, Herode đã tự khép mình trước câu chuyện của các đạo sĩ và biến sự khép kín này thành sự dối trá và bạo lực. Mỗi người trong chúng ta, dù ở bất cứ nơi nào trong giáo hội, hãy tự hỏi rằng mình muốn theo Chúa Giêsu với sự ngoan ngoãn của những mục đồng hay với sự tự bảo vệ của Herode để theo người trong cơn khủng hoảng hay để tránh khỏi người trong cuộc xung đột. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đưa ra một yêu cầu đối với giáo triều Roma như một món quà Giáng sinh, đó là cộng tác quảng đại và nhiệt thành trong việc loan báo tin mừng, đặc biệt cho người nghèo, nơi chúng ta có thể nhìn thấy gương mặt của Thiên Chúa. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân từ nghiện ma túy đến vòng tay của Chúa Giêsu, câu chuyện thay đổi cuộc sống nhờ cộng đoàn trên trời mới. Có những câu chuyện rất đáng kể, vì chúng mang lại hy vọng cho nhiều người đang chìm trong bóng tối sâu thẳm nhất, như câu chuyện cuộc đời của Emiliano Monaoni. Emiliano là một cậu bé đến từ Trentino, người đã làm chứng cho câu chuyện của mình trong một buổi phát của chương trình Hy vọng thời gian tốt lành vào tháng 12 năm 2019, trên đài truyền hình TV 2000 của Hội đồng giám mục Ý. Emiliano sống cùng với cha mẹ và một em gái 3 tuổi tại Saluzzo, một thị trấn nhỏ nằm giữa hai thành phố Trento và Bolzano của Ý. Khi cậu bé bắt đầu học tiểu học, gia đình cậu chuyển đến một thị trấn nhỏ khác. Việc thay đổi này khiến Emiliano mất hết bạn bè và rơi vào một giai đoạn cô đơn dù rằng tại đây cậu có hai người anh em họ mới khi emiliano vượt qua được cô đơn do thay đổi chỗ ở thì gia đình cậu lại có vấn đề những bất đồng giữa cha mẹ cậu bắt đầu nổi lên và đỉnh điểm là cha cậu rời bỏ gia đình đó là một bước ngoặt không được tốt đối với người mẹ và những đứa trẻ và thêm một số điều khác đã buộc họ phải trở về salorno để sống với ông bà ngoại của họ Emiliano mới bắt đầu học cấp 2 và đang sống lại thời gian đơn độc mới vì không tìm thấy những người bạn trước đây. Khi 12 đến 13 tuổi, cậu bắt đầu vắng nhà nhiều, trải qua nhiều thời gian với những thiếu niên lớn tuổi hơn đang bắt đầu uống rượu và hút thuốc. Vào các tối thứ bảy, cậu đi cùng với nhóm của mình đến các ngôi làng lân cận để cố tình gây gỗ với các nhóm trẻ em khác và đánh nhau. Sau đó, Emiliano bắt đầu tham dự các cuộc hội họp vui chơi và ở đó cậu bắt đầu thử mọi thứ. Cậu vắng nhà nhiều ngày và tự lừa dối mình rằng cậu chỉ làm điều không tốt ảnh hưởng đến mình mà không quan tâm đến những đau khổ mà cậu gây ra cho cả gia đình. Ở tuổi 16, Emiliano đã xuống tận đáy vực thẳm. Sau khi tham dự một bữa tiệc, cậu đã uống chất kích thích. Trên đường về, cậu đã sử dụng ma túy để có cảm giác bay bổng thế là cậu bắt đầu rơi vào nghiện ngập và điều tích cực tốt lành trong tâm hồn cậu đã bị dập tắt cha mẹ của emiliano bằng nhiều cách đã cố gắng gần gũi con người mẹ không bao giờ đóng cửa nhà người cha với sức mạnh và sự kiên quyết thúc đẩy con tham gia vào cộng đoàn xung quanh emiliano nhiều bạn bè đã qua đời những người đã cùng cậu sống cuộc sống nghiện ngập cậu bắt đầu không ngừng đặt câu hỏi khi nào sẽ đến lượt tôi? Khi nào tôi sẽ là người kế tiếp qua đời? Nhưng cậu không thấy sợ, bởi vì ma túy đã dập tắt nỗi sợ này cũng như mọi cảm xúc khác. Chẳng mấy chốc 10 năm trôi qua, và một buổi sáng, năm Emiliano 26 tuổi, chàng trai trẻ nhìn qua cửa sổ và thấy những người đi dạo qua lại tận hưởng một ngày đẹp trời. Một tia sáng đầu tiên vụt qua, Emiliano đi đến xin tổ chức trợ giúp xã hội chỉ cho cậu một cộng đoàn để thay đổi cuộc sống. Trước nhiều đề nghị được đưa ra, sau khi hỏi ý những người đã trải qua kinh nghiệm nghiện ngập như cậu, Emiliano chọn cộng đoàn những chân trời mới. Cộng đoàn được cô Kiera Amirante sáng lập năm 1994 để giúp phục hồi những người nghiện ngập và những người trẻ bị gạt ra ngoài lề vì lối sống vô đạo đức một năm dặn co và suy nghĩ trôi qua cho đến khi emiliano bước vào cộng đồng trento nơi một nửa số thanh niên ở đó đã quen biết nhau anh nhận được tình cảm và chào đón từ mọi người và như thế anh bắt đầu đi lên từ vực thẳm ban đầu emiliano không biết rằng cộng đoàn chân trời mới là một cộng đoàn kitô giáo và cũng không biết làm dấu thánh giá thế nào cậu đã đến trung tâm đức mẹ mễ du hai tháng và sau đó, đến cộng đoàn Rosinone một năm và mọi thứ thay đổi, cậu dần dần cai nghiện được ma túy và các thứ thuốc mà cậu dùng, bắt đầu lại sự trưởng thành. Trong quá trình ở cộng đoàn chân trời mới, Emiliano không cảm thấy bị phán xét, nhưng được nâng đỡ và yêu thương. Cuối cùng, cậu đã tìm thấy tương lai, đã tìm lại được khả năng xúc cảm. Giờ đây, cậu cảm thấy mình là một người đàn ông Giống như nhiều người trẻ được cộng đoàn Chân Trời Mới đón tiếp, sau khi tái khám phá vẻ đẹp của sự sống mà Chúa ban cho chúng ta, họ có thể khẳng định rằng chúng tôi đã nhìn thấy nhiều cuộc sống thay đổi. Đây chính là sứ điệp hy vọng mạnh mẽ cho tất cả những người và gia đình vẫn còn bị nghiện ngập ma túy và không nhìn thấy một tia sáng nào có thể khôi phục lại nhân phẩm cho cuộc sống của họ. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laetetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Kitô.